Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Vivo IQ U1. Lỗi màn hình, rơi vỡ màn hình, nhìn rất là khủng khiếp như này. Khi bạn làm rơi, hỏng, vỡ màn hình, điện thoại Vivo IQ U1 cần một địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi, sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Vivo IQ U1. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn hiện có tất cả linh kiện trên điện thoại Vivo IQ 01 nói chung và phần màn hình cảm ứng của điện thoại Vivo IQ 01 nói riêng thay mới cho các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về các lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Vivo IQ 01 nói riêng và các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm nói chung cho vị các bạn. Đối với phần màn hình của Vivo IQ 01 thì luôn có sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Vivo IQ 01 U1 hàng đầu hiện nay.